Một cái tai nghe rất là phù hợp cho anh em game thủ và anh em chạy grab, đó là cái tai nghe này. Đây là tai nghe Monster XKT010 với thiết kế nó như thế này đây, rất là đặc biệt luôn. Đó, muốn lấy tai nghe ra mình chỉ cần đẩy hai bên là nó sẽ ra như thế này. Rất là tiện dụng. Có trang bị cổng sạc Type C cho nên sẽ sạc rất là nhanh luôn. Và điều đặc biệt đó là có tặng kèm một sợi dây như thế này. Anh em chạy grab chắc chắn sẽ là thích, bởi vì mình đeo lên cổ như thế này rất là tiện luôn và nó không hề rớt nha mọi người. Ví dụ như là chuẩn bị gọi khách tới á, thì mình chỉ cần tháo ra đeo lên tai và gọi cho khách thôi, không cần mà đưa điện thoại lên tai đâu. Con này có hai chế độ, đó là gaming mode và music mode. Và con này chất âm bass đập rất là căng, nghe rất là ổn luôn. Này chơi game Bluetooth 5.3, chơi liên quân không hề delay. Nhưng mà tai nghe Bluetooth chơi PUBG hay Free Fire nó sẽ hơi delay nha mọi người. Cái này mình nói trước cho anh em biết. Và thời lượng nghe thì con này mình có thể nghe 4 tới 5 tiếng liên tục. Và nếu mà có cái đốc sạc này thì mình có thể nghe lên tới 15 tiếng lận. Ở phần housing thì tai nghe này là phong cách AirPods, đeo rất là êm tai luôn. Nó không có cái mút tai như là mấy cái tai nghe kia, mọi người xem nè. Với là hoàn thiện rất là chắc chắn luôn. Cái dây này là dây cao su cho nên đeo nó không bị đau ngay cái cổ, với lại rất là chắc luôn, không có là đứt nha. Thiết kế của con này rất là đẹp luôn. Nếu bạn chán với thiết kế truyền thống của tai nghe Bluetooth ấy, thì mua con này cũng ok. Với lại nó khá là tiện dụng, giá cũng rất là tốt và độ hoàn thiện cực kỳ chắc chắn luôn. Mọi người nhanh tay nhấn vào giỏ hàng mua giúp mình nha.